Bỏ cháo. Bỏ chỏ ra bả pịt nè xong đã ọt như nó baby mò bỏ chỏ lâu rồi bỏ chỏ à chỏ mình tên bỏ chỏ à bỏ chỏ à I understand about the word bỏ chảo. Throughout, the word bỏ chảo it means that throughout, he scare us to throw his food out. So he hurry up back for eat his food. Bà bia. Bỏ chảo. Này, thế ạ.